Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mua Bán Xe Cũ và em là Ngọc Hiệp. Hôm nay thì Hiệp em sẽ gửi đến quý vị anh chị một mẫu xe mà trong cái tầm tiền mà muốn trải nghiệm một cái cảm giác lái. Đấy, chỉ loanh quanh cỡ khoảng đâu đó hơn 1 tỷ thôi. Quý vị anh chị trải nghiệm cảm giác lái của một chiếc B Series 5. Ở đây thì em đang có một chiếc BMW 520i quý vị anh chị nhé. Chiếc xe này của em thì là sản xuất 2015, tên tư nhân sẵn biển Hà Nội rồi. Quý vị anh chị lấy về chỉ việc đi thôi, sang tên trong ngày. Xe của em thì nó đang khoác lên mình cái màu áo đó là xanh Kavansai quý vị anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy. Quý vị anh chị nào mà hôm trước mua trượt một cái chiếc như thế này của bên em mà biển tỉnh đấy thì alo lại ngay cho em nhá. Hôm nọ em vừa bán một chiếc giống hệt như này xong thì hôm nay lại mới về một chiếc biển Hà Nội luôn quý vị anh chị ạ. Cực kỳ là đẹp. Đấy, trắng mà xanh lại còn nội thất kem nữa thì đấy, dọn dẹp đầy đủ rồi, vì nó là nội thất kem nên là dọn dẹp xong cái phải bọc lại ngay quý vị anh chị ạ, không có là nó lại bẩn. Đấy. Chiếc xe này của em lăn bánh được 4 vạn mai quý vị anh chị nhá, tức là 4 vạn rưỡi mai, tức là nó khoảng 7 vạn km đấy ạ. Sản xuất 2015 quý vị anh chị nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Có cả ảnh chụp tại nhà chủ xe cho quý vị anh chị luôn. Đó. Ở BMW này thì thiết kế bên trong này, về phần option các thứ thì nhìn nó khá là gọi là gì? Thô sơ quý vị anh chị ạ. Đấy, nó không được mỹ miều, nó không được mượt mà, nó không được đẹp, không được hoàn hảo như là Mercedes. Thế nhưng mà cái hay nhất của nó chính là cái cảm giác lái. Đấy, ăn đứt luôn. Mẹc thì nó là không đủ tuổi rồi quý vị anh chị ạ. Nhưng mà nói là như vậy thôi, chứ còn thực ra là option của nó cũng đã rất là đầy đủ rồi. Đấy, quý vị anh chị có thể thấy này, phanh tay điện tử, auto hold này, cảm biến quanh xe này, rồi thì hộp số thì cũng đã hộp số ZF rồi. Đấy, hộp số từ ngày xưa của B nó vẫn là hộp số ZF, rất là hay. Điều hòa nhá quý vị anh chị nhá. Rồi thì màn hình giải trí này, tích hợp Bluetooth các thứ này, chế độ lim này, cruise control này, đấy, tích hợp phím vô lăng này, rất là đẹp luôn. Bên trong thì cả ốp gỗ nữa, đấy, rất là ok, không thiếu thứ gì cả. Nói chung là sử dụng gia đình như thế là quá là ok rồi quý vị anh chị ạ. Đấy. Hàng ghế sau thì rất là rộng rãi nhá. Thiết kế của cái dòng BMW thì bao giờ xe thì nó cũng trường xe hơn là so với cả Mercedes. Biển Hà Nội rồi. Đấy, quý vị anh chị lấy về là chỉ việc đi thôi. Rất là đẹp quý vị anh chị ạ. Đấy, cốp của nó thì là cực kỳ rộng luôn nhá. Đây, em phải quay này thì quý vị anh chị nhìn nó mới cảm nhận được cái cốp này. Cực kỳ đẹp luôn quý vị anh chị nhá. À, ở cái đời này thì nó vẫn chưa được cốp điện quý vị anh chị ạ. Đấy, nó lại hơi thiếu sót một tí. Thế nhưng mà em không hiểu sao, nhưng mà ở cái đời 15 này nhá, bán nó lại rất là chạy. Đấy, xe lại rất là chạy. Bên em bán rất là nhiều rồi. Kể cả quý vị anh chị nào nếu mà có thời gian cứ sang bên em xem thử. Đấy, có chiếc, những chiếc em bán rồi, nhưng mà với khách ở ngay gần cửa hàng đấy, cứ gửi xe ở đây suốt ngày này. Đấy, quý vị anh chị có thể xem qua ngay là thấy. Có lẽ là em nghĩ là nó vừa tầm tiền thôi. Chiếc xe này trong Tết thì một chú nhà ở ngay cách cửa hàng em đâu đó cỡ khoảng mấy trăm mét thôi vừa mới lấy, với cái giá đó là 1 tỷ 168 triệu vừa mới trước Tết thôi quý vị anh chị ạ. Thế nhưng mà sau Tết đấy, bây giờ hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với giá đó là 1 tỷ 079 triệu quý vị anh chị nhá. Quá là hợp lý đúng không quý vị anh chị? Đấy, một chiếc BMW 520i màu xanh Kavansai, nội thất kem, sẵn biển Hà Nội rồi. Đấy, lấy về là chỉ việc đi thôi, sang tên trong ngày. Chất lượng thì quý vị anh chị không phải nghĩ rồi, mua xe của Hiệp em thì là được quyền check test thoải mái ở các gara hay là showroom thế nào cũng được. Đấy, miễn là quý vị anh chị hài lòng là được. Đấy, cam kết chất lượng bằng văn bản, thủ tục pháp lý đầy đủ dành cho quý vị anh chị. Sai thì bên em chịu hoàn toàn trách nhiệm, có văn bản đúng không quý vị anh chị? Quý vị anh chị nào mà có nhu cầu mua bán trao đổi các dòng xe cũ, xe lướt đời cao đã qua sử dụng thì
cứ alo trực tiếp cho Hiệp em nhá, hoặc là kết bạn Zalo đấy, số điện thoại em ở góc màn hình quý vị anh chị nhá. Nếu mà quý vị anh chị muốn cập nhật liên tục các mẫu xe mới về bên em thì quý vị anh chị hãy ấn vào nút đăng ký kênh và cái biểu tượng chuông bên cạnh giúp em nhá. Cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều ạ.